Nhan Phúc Vinh tuyên bố, tôi và Nhã Phương có mối quan hệ đặc biệt. Trong cơn xoáy tình cảm của Nhã Phương, Trường Giang, nếu như Trường Giang đang loay hoay trong mớ hỗn độn mà Minh đã tạo nên với Quế Vân và Nam Em, thì Nhã Phương cũng vướng phải nghi án hẹn hò với nam diễn viên Nhan Phúc Vinh ngay sau màn cầu hôn ồn ào trên sóng truyền hình của Trường Giang. Nhã Phương không lên tiếng về câu chuyện tình cảm của mình, nhưng cũng có thông tin cho biết cô đã nhắn tin xin lỗi Nhan Phúc Vinh vì anh vô tình bị lôi kéo vào chuyện này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, diễn viên Nha Phúc Vinh đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ giữa anh và diễn viên Nhã Phương. Nha Phúc Vinh trong suốt thời gian dài khá im ắng trước truyền thông, gần đây thông tin của anh mới xuất hiện trở lại nhưng bị gắn liền với scandal tình cảm với Nhã Phương. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của mình về điều này. Tôi cảm thấy buồn cười khi scandal ấy diễn ra và liên quan tới mình. Người ngoài nhìn vào sẽ nói đây là scandal đầu tiên xảy ra và tôi vô tình bị vướng vào. Nhưng tôi cảm thấy những điều này chẳng là gì so với khoảng thời gian năm 2013 khi tôi tham gia vào cuộc đua kỳ thú. Lúc đó có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi bị nhiều người ghét và ném đá thậm tệ. Thậm chí dư luận cũng đổ xô vào để chỉ trích. Tất cả mọi chuyện đều chỉ nghe ở một phía và tôi lại là người phải chịu hết gạch đá. Khoảng thời gian đó đối với tôi vô cùng tồi tệ. Tôi cảm thấy rất bất công, bị stress một thời gian dài. Nếu như mọi người để ý thì sau khoảng thời gian đó, tôi hầu như không xuất hiện ở các sự kiện mà chỉ tập trung vào diễn xuất. Nếu anh không thực sự liên quan nhưng vẫn bị vướng vào scandal với Nhã Vương, điều ấy có khiến anh cảm thấy bức xúc không? Khi vô tình bị vướng vào scandal tình ái với Nhã Phương, tôi cảm thấy rất bình thường. Trước đây đúng là tôi có trốn tránh truyền thông, báo chí, bởi vì tôi rất ghét ồn ào. Nhưng khi nghĩ lại, tôi nhận ra rằng Tôi có ghét thì bạn cũng cần phải đối diện với nó một cách bình thản nhất. Sống trong giới giải trí, việc trốn tránh không phải là sự lựa chọn tốt, nên khi chuyện này xảy ra, tôi không trốn tránh mà đối mặt trực tiếp. Tin đồn tình cảm của anh và Nhã Phương bắt đầu từ khi nào? Ngay sau khi hợp tác cùng với Nhã Phương trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu, hình ảnh hậu trường của tôi và cô ấy được chụp lại khá nhiều và khi tôi chia sẻ trên trang cá nhân của mình thì mọi người bắt đầu chú ý và bàn tán nhiều hơn anh có thể nói rõ hơn về mối quan hệ giữa anh và Nhã Phương không? Chúng tôi là bạn. Nhã Phương là một trong những cô bạn diễn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi biết nhau được hơn 10 năm rồi, từ lúc cả hai học ở trường sân khấu điện ảnh. Sau đó, hai đứa còn hợp tác chung khá nhiều phim, cứ 2-3 năm là hợp tác chung một dự án. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt bởi vì quen biết nhau ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng không ai biết được sau này mình sẽ là ai và đi tới đâu cả vậy đối với nhà phúc vinh nhã phương là một cô gái như thế nào nhã phương là một bạn diễn nữ tôi thấy có sự tập trung trong công việc rất cao sự tập trung của cô ấy khiến tôi bất ngờ nhã phương giống như dồn tất cả năng lượng vào cho vai diễn ngoài ra cô ấy cực kỳ nghiêm túc và hơi bướng là một diễn viên họ thường có cái tôi của nhân vật nên đôi khi sẽ xảy ra những bất đồng quan điểm đối với đạo diễn hay bạn diễn nếu là một người lần đầu tiên hợp tác với nhã phương chắc chắn tôi sẽ bị sốc khi chứng kiến tính cách của phương Cô ấy kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Vậy theo anh, vẻ ngoài dịu dàng và hiền lành của Nhã Phương hoàn toàn khác với tính cách của cô ấy. Cũng không hẳn là như vậy, bởi một người nếu muốn làm tốt công việc của mình chắc chắn sẽ phải có những yếu tố như vậy. Nếu như tôi đặt vào trường hợp đó, thì tôi cũng sẽ cư xử như vậy. Nếu tranh luận để đưa ra được kết quả tốt nhất thì đó là một điều hoàn toàn hợp lý. Anh và Nhã Phương quen nhau cách đây từ 10 năm, anh cũng khá quý cô ấy. Vậy tại sao cả hai không thể tiến xa hơn mức tình bạn? Chuyện tình cảm là thứ chúng ta không thể biết trước được. Giống như việc tại sao rất nhiều người chỉ là bạn mấy chục năm cũng không thể nào trở thành một đôi được. Tôi nghĩ rằng nếu như có một tình bạn để dễ dàng chia sẻ, không bị vướng bận bởi một thứ gì và cảm thấy an toàn, thì tình bạn ấy còn khó kiếm hơn cả tình yêu. Cũng giống như tôi và Phương, chúng tôi đã làm bạn từ xưa đến nay và mối quan hệ của chúng tôi cũng khá đặc biệt nên khi nhìn vào, người ta lại có những nhận xét khác. Thế nhưng điều ấy không quan trọng bởi vì đó là suy nghĩ của những người bên ngoài. Cả hai tiếp tục vướng vào scandal sau lễ trao giải cánh diều vàng. Điều ấy có vô tình khiến cho hai người trở nên e dè với nhau không? Đối với tôi, đó không phải là scandal. Đó chỉ là một câu chuyện khiến khán giả và truyền thông tò mò thôi. Tôi là một người đàn ông, tôi không thể nào cư xử khác khi ngồi cạnh một người phụ nữ. Và việc cởi áo khoác ra nhường cho một bạn gái đang sung lên vì lạnh, nó không phải là một hành động lố như mọi người nói. Nếu là một người đàn ông lịch sự, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ người con gái, cho dù người ấy có phải là người yêu của mình hay không, mà rõ ràng Nhã Phương lại là bạn của tôi. Lộ ảnh Nhã Phương bật khóc trong đêm giữa thời điểm bị đồn hẹn hò nhan Phúc Vinh, đang lúc chuyện tình Nhã Phương Trường Giang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, Nhan Phúc Vinh bất ngờ trở thành cái tên vướng phải tin đồn tình ái với nữ diễn viên họ Trần. Theo đó, trong đêm trao giải cánh diều vàng 2017 diễn ra vào ngày 15 tháng 4, Nhan Phúc Vinh chẳng ngần ngại cởi áo khoác đưa cho Nhã Phương vì sợ cô bị lạnh. Nhận lấy áo, nữ chính tuổi thanh xuân nở nụ cười rạng rỡ. Rời khỏi đêm trao giải, cả hai bị bắt dập thân mật đi ăn tới 2 giờ sáng rồi trở về cùng khách sạn. Trở về ngay sau buổi tối thị phi, Nhã Phương đã bị tác động tâm lý. Ngay sau đó, Nhã Phương chủ động nhắn tin xin lỗi Nhan Phúc Vinh vì không muốn anh gặp phiền phức khi bị cho rằng là người thế chỗ Trường Giang, trong khi chuyện tình cảm của cô và Nam Danh Hài còn chưa tỏ rõ trắng đen. Cho tới tối qua, ngày 17 tháng 4, bạn thân của ngôi sao tuổi thanh xuân, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã chia sẻ một số hình ảnh gây chú ý trên Instagram. Theo đó, nữ diễn viên được người bạn đưa đi gọi đầu lúc nửa đêm ngay trong salon tóc, cô lặng người nhìn điện thoại và rơi nước mắt khi nghĩ về Thị Phi đang bổ phai quanh mình. Nói về người bạn, Trung Quân cho biết Nhã Phương đã rất buồn sau khi vướng tay bay vạ gió. Khổ thân Nabi, tự dưng sao quả tạ rơi trúng đầu cái bụp. tự dưng ăn ở hiền lành tử tế, vướng phải tinh đồn linh tinh. Vậy nên tôi đưa cô gái đi gọi đầu, sái tóc lúc 1 giờ đêm để đời bất hâm với Nhã Phương. Khóc ít thôi, cười nhiều lên. Trung Quân nhắn nhủ cô bạn thân thiết cộng đồng mạng điên đảo trước khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh cầu hôn Nhã Phương. Sau scandal của Trường Giang, Nhã Phương khiến nhiều người ngỡ ngàng trước clip Nhan Phúc Vinh cầu hôn. Sau lễ trao giải cánh diều diễn ra vào ngày 15 tháng 4, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nhiều người cho rằng cả hai đang có mối quan hệ trên mức tình bạn và đồng nghiệp. Cụ thể, Nhã Phúc Vinh đã cởi áo vest ngoài đưa cho Nhã Phương mặc tại buổi lễ trao giải cánh diều và hình ảnh cặp đôi vui vẻ đi ăn khuya đến 2 giờ sáng, bị giới săn ảnh bắt gặp. Vì lẽ đó mà trên mạng xã hội, hình ảnh thân thiết của cặp đôi khi tham gia đóng phim chung được lan truyền rất nhiều, đặc biệt là phân cảnh Nhã Phúc Vinh cầu hôn Nhã Phương trong phim Thám tử Miệt Vườn. Ba lần đóng phim cùng nhau, Nhã Phương và Nhã Phúc Vinh khiến nhiều người ngỡ rằng họ là một cặp bởi độ tình cảm thân thiết mà hai người dành cho nhau. Cụ thể, hồi cuối năm ngoái, nhà Phúc Vinh bất ngờ đăng tải hình ảnh anh chụp cùng Nhã Phương và đạo diễn Khải Anh. Tuy nhiên, đoạn trạng thái của sói ca khiến dư luận xôn xao. Tạm biệt các tình yêu, kết thúc một chặng đường, kết thúc một kỷ niệm, miss you, nhớ em, ngày ấy mình đã yêu. Và nhận được sự tương tác là biểu tượng icon dễ thương của Nhã Phương. Trong phim Hưng Bưởi, nhà Phúc Vinh vào vai tay công tử ăn chơi trốn miệt vườn tên là Phi Du. Anh luôn quậy phá khắp xóm làng và khiến cho gia đình làm vào những tình huống dở khóc dở cười. Phim cũng là quá trình trưởng thành của Phi Du khi anh quyết tâm theo đuổi ước mơ và trân quý những giá trị truyền thống của quê hương. Có tài vẽ, Phi Du thi đậu trường mỹ thuật. Tại đây anh trót phải lòng cô người mẫu vẽ Phương Nghi, Nhã Phương. Chuyện tình lãng mạn gặp phải trắc trở khi Phương Nghi phát hiện ra mình bị mệnh đặng. Cô quyết định rời bỏ Phi Du. Mất người yêu, Du rơi vào bế tắc. Du không cùng xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim ngay trong lần đầu tiên hợp tác, cả hai đã thể hiện sự ăn rơ với nhau với những cảnh quay tình tứ ngọt ngào đầy ấn tượng. Lộ ảnh trường Giang lột đồ, body ngấn mở, so với nha Phúc Vinh thì thế này đây. Đeo mặc quần bơi nhưng Trường Giang lại lộ nhiều khuyết điểm cơ thể so với đàn em kém tuổi. Sở hữu khuôn mặt điển trai nhưng Trường Giang lại có chiều cao khá khiêm tốn. Không chỉ vậy, vóc dáng của danh hài đất Quảng cũng không thực sự hoàn hảo thân hình nhiều mỏ thừa của Trường Giang khiến fan té ngửa. Dù vậy, Trường Giang không hề ngại ngùng mà tỏ ra rất tự nhiên khi dắt Nhã Phương đi bơi. Hình ảnh tình cảm của ông Mười Khó và bạn gái khi còn đang mặn nồng. Lần khác, Trường Giang bất ngờ lột áo khoe cơ bụng một múi không như mơ trong hậu trường khiến người xung quanh phải trố mắt ngạc nhiên. Trong khi đó, tinh địch lớn nhất ở thời điểm hiện tại của Trường Giang là Nhan Phúc Vinh thì lại sở hữu body không thể chê ở điểm nào. Đặc biệt, lúc mặc mỏi quần bơi, anh chàng lại càng toát lên vẻ nam tính, quyến rũ, khó cưỡng lại. Vốn là một người mẫu nên Nhan Phúc Vinh luôn chú ý giữ gìn sắc vóc của mình. Nhìn cơ bụng sáu múi săn chắc, cường tráng của nam diễn viên, không chỉ Nhã Phương mà bất cứ cô gái nào cũng phải đổ rầm rầm. Điển trai, vạm vỡ và body hoàn hảo, Nhan Phúc Vinh được coi là cực phẩm trong số các nam nghệ sĩ còn độc thân. Không chỉ vậy, Nhà Phúc Vinh còn cực kỳ ga lăng, tinh tế khi cởi áo khoác cho Nhã Phương mặc vì thấy cô bị lạnh trong lễ trao giải cánh diều vàng vừa qua. Tin đồng hẹn hò giữa anh và Nhã Phương rộ lên trong thời điểm nữ diễn viên tuổi thanh xuân đang gặp trục trặc với Trường Giang.